Hello, chào mừng tất cả các bạn đã đến nha. Video tiếp theo của kênh mình các bạn ơi. Thì lâu quá là mình chưa ra video dài của kênh Nguyễn Văn Nhật cho các bạn coi nha. Thì là hôm nay là hồi sáng là mình với thằng em mình làng Tí á, là có đi bắn chim và bắn được hai con chim là hai con bồ câu á. Thì là hôm nay là hai anh em mình sẽ làm một món đơn sơ thôi, là hai anh em mình sẽ nướng mọi và thưởng thức cho các bạn xem nha. Thì bạn theo dõi video này hay á, nhớ cho kênh mình một like, một đăng ký nha. Thì giờ là mình đang ở ngoài chuồng gà bạn, chuồng gà con Tí mà mới làm á, chưa nuôi gà nên cũng hơi mát, thì mình sẽ ra mình nướng mình thưởng thức nha. Thì các bạn theo dõi video này thấy hay nhớ cho mình một like, một đăng ký nha bạn. Đây, đây là con cua đất nè, đây là con cua xanh. Thì mình kêu con Tí làm đơn sơ thôi, nướng mọi giờ bạn. Đó, thì con cua xanh á là mình sẽ để nguyên con để mình ăn bìa nha, bìa cua xanh. Còn cua đất thì con Tí nó đã ăn sạch rồi bạn ơi. Nó bạn thấy không, rất là hấp dẫn luôn. Đây à. Thì trong thời gian mình đợi nó chín thì mình thưởng thức đi chợ đã được. Thì là sáng sớm mà mình đi bắn chim á bạn, mà mình không có quay, tại vì nhiều lúc á, quay là mình nghĩ là bắt không chết thì quay video sẽ nhàm, thì mình sẽ bắn về có thì mình sẽ nướng quay cho bạn coi. Thì hồi sáng là được một con cua xanh, một con cua đất, một con cua ngói. Thì con cua ngói thì thằng em mình nó nuôi rồi, thì mình chỉ nướng cua xanh với cua đất thôi. Thì mình thấy các bạn trên mạng là ăn bìa tu hú, thì mình không bắn tu hú được thì mình có cua xanh, mình sẽ ăn bìa cua xanh cho bạn coi. Cái là mát bạn ơi, cái làm cái chuồng gà này á là đúng mát luôn á, gió hiu hiu mới làm. Thì bạn theo dõi video này của mình thấy hay nhớ ủng hộ cho kênh mình nha, để mình có động lực ra video tiếp theo nha. Thì giờ là mình sẽ chờ chim cua đất với cua xanh chín mà mình sẽ thưởng thức các bạn. Thì bạn ơi, thì mùa cua đất nó chín rồi, còn mùa cua xanh thì mình không có mổ bụng á, nên mình sẽ mướn lâu lâu một tí cho nó chín hoàn toàn để mình ăn bên trong nha. Thấy không, u nu luôn. Chờ một tí nữa rồi mình sẽ lấy thưởng thức cho bạn coi nha. Thì ok bạn ơi, thì là đây là tô cơm nha. Ăn con cua đất vào. Đây con cua kia nữa. Đây là con cua u luôn. Hai anh em ngồi ăn con gà luôn. Cho không chấm hả? Bạn ơi, bây giờ mình sẽ thử cái đầu coi. Và đây là chén muối nha, nóng quá. Hơi nóng nghe, giống ăn than quá. Hơi cao, mình hạ xuống tí cho bạn dễ thấy nó. Khét rồi tí ơi. Đây là nóng quá. Gì vậy? Dạ. Để qua đây ngồi coi, để ăn cái bìa con chim nữa coi. Giờ mình xé, chờ xé cái trời. Ăn bìa đi, ăn bìa đi. Đây. Đây. Đây nè, nè. Trời nó hơi nóng. Nóng quá. Bây giờ mình coi gì mới đi chịu đó hả? Coi cây trong cận cảnh trong cái cuộc nó có gì không hỏi à. Từ từ mấy gỗ này á, cho ngồi ngủ cái trời. Nghe nó con này ăn trái cây mà. Ừ bà, đây cái bìa rồi nha, mà mình phải xé cái nó hơi nóng mới chín. Không hỏi à, nóng quá, nóng một tí u tí. Coi chừng coi những đạn cắm thiệt mà. Nó bắn ở đâu mà những đạn cánh với ngay hông. Hỏi gì? Cá này mua ngoài chợ hay gì? Các bạn, đây là bìa của cua xanh nha. Cua xanh ăn trái cây các bạn, rất là sạch.
Và bạn nha. Hơi đắng. Chắc cháy giác. Mặt đắng quá. Không được các bạn ơi. Không ổn mà. Tại sao mà mấy cư dân mạng ăn bìa ngon quá vậy? Nó nghét à. Thèm. Ăn giống người ta. Không được luôn. Thôi, ăn thịt đi. Ăn không nổi cười hoài. Nghét à. Nãy là không lấy mặt ra. Mấy con mặt đã bể rồi nè. Ủa. Vậy mà nó bị tôi hú ngon. Bị tôi hú ngon mà. Khế tàu nha. Ê, ngon nha. Cái này à. Ok. Ăn cơm em. Ủa. Từ nay sao đừng có ăn bịa nữa. Bạn ơi, ăn cơm đi. Thôi thôi thôi. Đừng ăn bịa. Đây là khế chua nhất thế giới nha. Nó cũng giòn ngon. Ừ? Giòn quá. Khô quá. Nó ngon lắm. Nhưng mà cái mặt nó bể ra đắng quá. Mời bạn nha. Để cho đầm nước hơi chín á. Nó hết nước. Một tiếng gà này ăn không là phải 20 con. Chứ hai con ăn đủ. Nghĩ chứ mình đi có 15 phút mà. Ngày mai có đi á, đi buổi chiều nha. Để coi tình hình ngày mai chứ. Nắng mưa gì nha. Thấy đây chuyển mưa ui ui nãy giờ. Mưa đi mới im chứ. Mưa đi không được luôn á. Mưa xong á. Đầu dơ quá. Về cho mấy nhỏ coi anh Nhật mày ăn bìa nè. Nó ăn ăn giọt ối trơn mà. Đây cũng đâu có khô quá đâu. Tính ra là cái ức cái con này là nó bự hơn cái ức con cung xanh luôn á. Bự hơn nhiều. Lâu lắm mà mới ăn cua xanh các bạn. Khu đất thì có ăn. Nhưng cua xanh nó giờ như là. Này nguyên ức này không? Không, nguyên ức luôn nè, thật không? Như dạng nó bay từ bên này nó bay qua nè. Đâu? Cái gì? Đạn à? Giờ chúng ba viên mà. Chúng viên nhảy cánh. Cái viên bên thăm kia. Nhưng còn nó xui. Xui. Mời bạn nha. Thôi là cũng được hai con, đưa một con chứ. Hôm mưa á. Đúng không? À. Sáng nó ra nó phải lâm nghiệp. Thấy nó ra.
Thôi mình không cho mưa, không chắc có mưa đâu. Ê, đồ nước ăn dưới khế tạo ngon nha. Mấy anh em mà đúng ăn ăn như người gừng vậy trời. Lụm cái đầu rồi. Cái mà ngon nhất là cái đầu á. Cổ á. Cái đầu ngon hơn. Cái đầu này ăn thật béo. Ngã anh dục. Ủa không? Yếu. Bà ơi nó quá đã rồi. Này bữa nào kiếm cơ. Rồi kiếm cơ. Một chục con á. Mà lấy cái tàu. Cái tàu á. Cái chui với cái dế. Ăn chung. Rồi hết chảy. Mốt đi chở cậu bảy heo trong mắt ông chửi nó hùng chửi á. Quá dài. Ừ. Mập trời trời mỡ. Ừ, okay. Thôi là bạn. Hẹn gặp lại bạn những video lần tới nha. Cái này mà mình đi hốt mấy con chim gù về mình nướng ăn gì nó ngon lắm nè. Tại nó ăn mật không à. Chiên. Chiên dồn đậu phộng vô. Rất là ngon. Bye bye bạn nha.